của bọn chị là rất độc lập về kinh tế và cũng rất biết mình muốn gì. Tức là cái số khách đến với cửa hàng biết chắc chắn là chị muốn màu hồng, chị muốn màu xanh, chứ không phải là màu tím, chứ không phải là chị cũng chẳng biết mặc màu gì em tư vấn đi. Các chị rất biết là mình muốn gì, biết tỷ lệ cơ thể mình ra sao và mặc gì hợp. Thì chị thấy đấy là những người phụ nữ rất là độc lập. Rồi các chị cũng giỏi kiếm tiền này, có thể chi trả cho những khoản mua sắm cá nhân. Và các chị cũng có gu nhất định, không gu này thì gu khác. Chị thấy rất rõ ràng. Và các chị cũng nữ tính. Hồi mà em tin ấy, sẽ có nhiều cái định kiến kiểu làm con gái khổ nhỉ ấy, phải thế này thế kia ấy. Nhưng mà dần lớn lên thì như bản thân chị thấy là làm con gái cũng ok mà, cũng thích mà, được điệu mà, được mặc rất nhiều màu mà, mặc váy mà. Thì đấy, làm cho em yêu bản thân, yêu cái tính nữ của em thì em sẽ kiểu tự hào hơn. Chị thì chị muốn khách hàng mặc sản phẩm của mình, các chị cảm nhận được đấy là một sản phẩm có văn hóa. Nó có văn hóa ở đây, tức là cùng một vải này nhá, có rất nhiều người có thể mua được, có rất nhiều người có thể làm được. Nhưng mà chị muốn truyền tải là bọn em có câu chuyện, bọn em có công sức lao động của rất nhiều người, và bọn em có phong cách bán hàng và mọi thứ đi kèm nó ở một kiểu khác mà chị khi mặc cái áo đấy chị có thể cảm nhận. Và kể cả sản phẩm hàng ngày cũng thế, trong năm thì bọn chị không bán áo dài nhiều, nhưng mà sản phẩm hàng ngày chị cũng muốn là nó là phải là một sản phẩm mặc được nhiều năm. Mà nếu mà kể cả không mặc nữa, chị cất trong tủ thì chị cũng vẫn thấy nó là một sản phẩm đáng để giữ trong tủ, chứ không phải là em pass kiểu rẻ bèo mấy trăm nghìn cho nó nhanh bay ấy. Đấy là một cái mà chị rất muốn. Chị sẽ tự hào khi mà có được sản phẩm này. Thì đấy là cái mà mình mong muốn nhất khi mình đưa sản phẩm ra thị trường. Và chị nghĩ đấy là một cái phần thưởng lớn cho cái người làm sản phẩm ấy.